Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải em ơi. Lần này Khải soi sẽ đồ của cao thủ Hàn Quốc cho anh em xem, băng chủ băng L nha anh em. Đây anh em ơi. Đó. Khải định ra ngồi mới soi mà thôi. Hôm nay còn top 1 còn vài chủ gia cho anh em ơi. Hôm nay thì được 71k267 mạng. Và giết được một sao 55 và tử vong 23. Liên chạm đến 13. Đây, anh em ơi, anh em xem sét đồ này. Đang đứng này. Đây anh em. Sợ nhìn vào sét đồ 91 không kia môn phái. Thầy dài thì bảo sao con long đao Khải không chuyển phái khác anh em. Nhìn con long đao này thì mình con long đao mình thấy mình chán đời luôn nè. Đây nè, nên hôm nay Khải cũng đổi thành thiếu lâm. Còn ngày này là con long đao của 21 cuốn đang sở hữu một set vô áo nha anh em. Một set vô áo nha anh em. Đó, dây chuyền. Nón. Rồi. Đôi giày. Giày vô áo. Đó. Xong rồi đó, đôi giày mắt đọp luôn, cũng được anh em ạ. Và cái nhẫn kia đang một cấp vô áo. Ngọc bòi vô áo. Đó, nói chung là những món vụ áo này anh sớm đủ set này mà. Nên món vụ áo đã kích tất cả những trang bị hùng kia môn phái còn lại nha nè. Đó. Rồi, ghê chưa. Rồi, tiếp tục ra những món khủng này nè mà. Một cái đao xương tinh top 40, xương ngạc luôn 3 cấp, sát thương 50 và mắt hoàn toàn 130, mắt hoàn toàn nè mà. Không còn gì để thiếu nè mà. Đây, đang đứng trên rừng nè. Không còn gì để thiếu luôn nè mà. Top 1. Hiện tại này đang top 1 nè nè. Và sở hữu một cái áo xương tinh cùng mắt pin luôn, phục hồi 50, 3 cấp, phòng thủ 25 và 400, 200, mắt pin hoàn toàn. Những trang bị đồ giải đấu top 1 mới mua được này mà. Một bao tay xương tinh 333, kháng độc 30 và nội lực và sinh lực 200, mắt pin hoàn toàn. Với tiếp tục đến là một cái đai lưng xương tinh làm chậm 50, hôn pháp 3 cấp, phòng thủ 29 và 34 chón. Trời ơi, thì nói chung là sẽ đồ này quá gờ này mà. Đang sử dụng một cái nhẫn chó kháng họ 25-40, sinh khí 10 nữa nè. Đó. Cái này đang tấm 1 tấm kia nha anh em ơi. Đây anh em ơi. Hiện tại đang hôm nay đánh tấm 1 tấm kim. Nói chung sẽ đồ quá khủng anh em ơi. Đây anh em, anh đứng này. Có những phiên vũ trên người nha anh em ơi. Phiên vũ này nè. Đó. Đó. Nhìn gờ gớm chưa. Một phiên vũ nữa. Nói chung sẽ đồ này thì mình không dám nói giá này mà. Tại vì nói thiệt anh em là đây là một cao thủ từ server S5 họ đưa về. Họ gộp server về. Thì nói chung nhìn vào sét đồ này thì không còn gì nữa phải chơi nữa nè mọi. Full đồ hoàn to. Ngờ phiên vũ nè. Rồi đặc biệt tiếp theo đó là một cái đao xương tinh. Tiếp theo đó là một cái bao tay xương tinh, mắt pin hoàn to. Tiếp theo là một cái áo xương tinh, mắt pin hoàn to. Đó. Một đai lưng xương tinh, nói chung là 4 món xương tinh. Mà đỡ kích 4 món này thì anh đang sở hữu một set vũ áo giá chiền này nè. Đó. Giá trị cái set đồ này nói chung là mình không dám nói được này mà. Rất là nhiều này mà. Đầu tư này nọ cỡ cả thời gian 5 tháng này nọ mới đủ set đồ, chứ không phải là muốn đủ là đủ đâu nè. Đó. Quá dữ luôn. Cái này cũng có một cấp nữa nè. Rồi anh em đang xem thì đừng quên cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Anh em xem thì đừng quên một like chia sẻ cho ủng hộ hai một đốn một like chia sẻ cho ủng hộ cho nha. Cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên cho nút một nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em.